Đây là công đoạn làm món dôi chó. Dôi chó đấy. Dôi chó. Kiểu thẳng tay luôn. Lòng chó là đúng cái gì, rồi băm băm những cái gì, rau gì. Sớm chưa rồi đấy. Một lạng này là 30.000 các bạn. Chân giò là một lạng là 25.000. Luộc lên chứ hả chị? Luộc, thịt đây là thịt chó luộc. Này thủy nhà đi hả chị? Thủy tại nhà. Sáng chị có nấu. Nhìn cái chỗ. Ăn này nhiều tiền không? Đói lắm anh, làm gì có tiền đâu. Các ông ấy làm lâu thì tỷ phú rồi, mình mới bắt đầu làm khó lắm anh. Đây các bạn ạ, khu vực trên kia là khu vực bán thịt này. Còn quanh đây đều là khu vực ẩm thực hết nha các bạn nhé. Đều là bán phở, mén mén, thắng cố, linh tinh rất là nhiều, đầy đủ luôn các bạn ạ, ở chợ ấy. Một cái chợ phiên này thì quy tụ rất là nhiều món ăn đặc biệt, đặc sắc các bạn ạ. Đây các bạn nhìn này, khu vực ẩm thực là khu vực sầm uất nhất đấy. Không hề đùa một chút nào. Rất là đông người đi chợ ăn phở và tiếp rất là đông. Còn đây là những cái yếm này các bạn này. Cái này là để trước cái váy, để đeo ở đằng trước cái váy để che cái chỗ nối của váy các bạn ạ. Đây là váy mông này. Đây là cái váy truyền thống này các bạn nhé. Đây mới là váy truyền thống này. Còn như những cái mà cái bộ mà ở đằng này bán rất là nhiều như này, bên này này các bạn. Đây là bộ cách tân, còn đây mới là những cái bộ cổ chuẩn của người Mông các bạn ạ. Khu vực này rất là đông này các bạn này. Quần áo này, mùa gần Tết này. Có những bộ rất là đẹp này các bạn nhìn xem, có những bộ đeo bạc này. Các bạn nhìn xem bộ đeo bạc này, nhìn trông rất là đẹp luôn. Giá trị nó từ khoảng tầm, dao động nha các bạn nhé, từ 800.000 đến khoảng tầm độ 5 triệu là cao nhất ở chợ này. Không khác gì hàng hiệu luôn các bạn ạ. Thế nên là các bạn nữ đến gần Tết ấy thì người ta sẽ sắm mỗi người một bộ, hoặc là như là nhiều tiền sẽ sắm 2-3 bộ các bạn ạ. Những cái thuốc nam này các bạn này, bán ở chợ phiên rất là nhiều, mình quay qua khá là nhiều lần rồi. Các bạn nhìn xem. Còn đây là những cái giày các bạn nữ hay mua để đi kèm với những cái bộ váy mông như này này các bạn này. Mình chỉ có bộ rất là đẹp này. Các bạn nhìn xem có những bộ rất là đẹp này. Một bộ như này khoảng bao tiền hả chị? Vâng, như bộ như này này. Cả mũ là 3,5 triệu ạ. Cái này là chị tự làm đúng không? Đây là những cái vòng này các bạn này. Như kiểu những cái có cái này này, cái móc này này, đây cái vòng ở hông nhé các bạn nhé. Còn bên này là cái kiềng này. Đấy, rất là đẹp. Cái này thì giả bạc thôi các bạn, chứ không phải là bạc nhé. Mà bạc thì cái giá trị nó sẽ rất là cao, mọi người sẽ rất là khó mua. Cái này là như kiểu chất liệu là inox xong sơn si vào các bạn ạ. Mình xem. Rất là nhiều luôn, rất nhiều bộ này, rất là đẹp các bạn. Con khá này đây. Đây là món mén mén này các bạn này. Con cá đi đâu.
đây là nem nén, à có cả cơm nữa các bạn ạ. Đây là chua. Tớ bao lâu nữa đi chén được rồi anh? À, tí mình có chuẩn bị cho thêm luôn vào. Đây là rượu gì ấy hả ông? Đây các bạn xem là anh em đi chợ này thì xe rất là đông đấy các bạn ạ. Giờ này hơn 7 giờ rồi nhưng mà nó chưa phải giờ đông hẳn ở chợ này đâu. Mà đến khoảng tầm độ hơn 9 giờ ấy thì chợ cực kỳ đông đấy các bạn. Đây các bạn nhìn xem, rất là nhiều xe, có 2-3 chỗ để xe điền nhưng mà đều kín hết như này các bạn ạ. Đến cái giờ mà đông nhất ấy còn tắc đường không đi được ấy. Đây các bạn nhìn xem này, một cái khu chợ rất là rộng này. Cái này thì xây chắc cũng khá là lâu rồi. Đằng ở dưới này này. Đấy các bạn xem, cái những cái khu mà căng mái này đều là khu bán quần áo hết đấy các bạn nhé. Đều là cái dạp mà anh chị em đến lúc buổi sáng này mới bắt đầu dựng các bạn ạ. Đấy, đây là khu vực bán thịt này các bạn này. Rất là đông người. To lắm đấy các bạn này. Nó là
Ăn bình miến nha chú nha. Dạ. Đây là món mèn mén các bạn ạ. Mèn mén đấy, mèn mén khô đấy. Đi chợ không thể thiếu món này được mà. Vâng. Ăn món này là no lâu lắm. Vâng. Nó vẫn thành bột nhưng mà kiểu ăn thì nó no lâu. Vâng. Không đói. Đặc sản của Simacai. Đặc sản vùng cao đấy. Cao. Không riêng Simacai đâu, chợ nào cũng có đấy. Chợ nào cũng có đúng rồi. Mường Khương đâu cũng có hết. Mường Khương, Bắc Hà là có hết. Đây là con thủy lợn. Sáng đi tìm bộ ốc thì có 2 bộ thôi. Có đi từ 3 giờ mà. Đây là những cái thịt mà đã được luộc xong các bạn. Đầu này. Thịt ba chỉ, cái thịt gà này các bạn. Đây, lòng. Lòng này bán như nào rồi chị? 10 nghìn một lạng. 10 nghìn một lạng. Mắc quả đang lên căng nhỉ? Ừ, mắc quả đang lên căng. Mắc quả đang căng hơn. Yeah. Chọn ăn gì con nào thì qua. Chọn ăn gì qua. Đây là thủ lợi luộc các bạn. Xong rồi gì? Vâng. Đây là vợ hay người yêu ấy? Vợ rồi á? Bao tuổi rồi? 18 rồi. À 18 rồi à? Lấy nhau lâu chưa? Mới được 2 tháng. 2 tháng à? Nhà ở đâu em? Cũng ở Si à? Ở chỗ nào? À Phú Mới à? Thế là Phú Mới là chợ nào cũng đi chơi này à? Anh Thanh gặp em gặp mấy lần đấy chứ? Gặp nhiều rồi anh ấy. Ờ. Anh lấy vợ trên Si? Đó, em biết đâu. Biết đấy á? Ồ. Thank you.
Vệ sinh à? À, quay một tí nè. Hả? Tuần rú à? Bây tí nhỉ tuần à? Tuần nó đi cho tuần một tiếng mua. Nó mất quá. Hả? Ừ, năn. Hả? 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 Đây là khu vực bán gia súc các bạn ạ. Sáng mình đã nói rồi đấy. Đây bán lợn, bán chó, chiếc các thứ rất là nhiều này. Đây, úi giời, vịt nhiều chưa này các bạn này. Hôm nay vịt rất là nhiều này. Đấy, anh em mà dắt trâu vào đường này, trâu bò lợn các thứ. Đấy, khu này bán lợn rất là nhiều này các bạn. Giờ nó không làm được thắm một phải rút thôi. Ui, đây bán quả cù này các bạn này. Mua đi em. Cái này bao tiền là gì? 30.000 à? À, cái này không, cái này thì đồ trẻ con chơi chứ bây giờ em không biết chơi nữa rồi. Lâu lắm không chơi rồi. Ê, cù ở vùng cao này các bạn này. Mẹ sắp chết. Nay có thể dèo qua đêm á? Nay có thể dèo qua đêm á? Kìa. Ê, chồng chị này làm các bạn. Ui, nặng lắm, cái này làm nghiến này các bạn này. Đẹp chưa? Nhìn chất chơi người rơi ngay. Cái này đội trẻ con đây chơi rất là đông, nhưng mà bây giờ thì nó bê tông nhiều ấy, rất là ít sân chơi các bạn ạ. Đây là khu vực bán chó này các bạn. Đây, đây bên dưới này là khu vực bán chợ bán chim này, nhưng mà giờ này sớm ấy các bạn. Ủi còn trầu tối. Đây các bạn nhìn xem. Vậy anh em đi mua bán trâu ấy, đi xuống đường này các bạn ạ. Đây mua bán trâu chim thứ a. À, mấy anh cắt tóc ở chợ này là di chuyển sang bên này các bạn ạ. Đây anh em bán trâu bên kia này khá là đông các bạn. Trên này là khu bán chó này. Bây giờ bán chưa chừng là chuột trâu ấy ít thôi. À, chó này mỗi con là 900.000 các bạn ạ. Đấy, anh em mở dắt trâu đến bán này rất là đông này các bạn này. À, còn ở phía đằng này là cái ruộng bậc thang rất là đẹp các bạn ạ. Mùa này mà vào mùa lúa chín ấy thì chỗ này phải gọi là cảnh rất là đẹp luôn. Anh em hay chọi trâu ở bên phía bên ruộng bên kia các bạn ạ. Đấy, phía bên kia anh em hay chọi trâu bên kia. À, chọi trâu bắt đầu đông đấy các bạn ạ. Khoảng độ 8 giờ rồi. Chợ này bắt đầu trâu đến khá là nhiều rồi. Mũi trâu to rồi này các bạn này. Một chí này là hơi bị khủng luôn này. Úi, 70 triệu các bạn ạ, không rẻ đâu. Con đi sau này 70 triệu này. Con đằng sau này 70 triệu này. Úi, khủng khiếp thật. Ui, hôm nay toàn trâu to luôn các bạn ạ. Thế tụi nó phải chơi sàn nó chứ ta? Hả? Thế tụi nó phải chơi sàn nó? Nó? Hả? Thế tụi nó chiều thế mò? Quẩy bánh em này. À, con này 1-2 triệu đấy các bạn ạ. Con hót nhiều này. Chưa ăn rồi, em biết này. Hào lắm à? Hào lắm à? Hả? Ừ. 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 Ừ
Cô non chị mẹ. Cô non chị. Hả? Non á? Non ở Xí Mẩn. Chưa hả? Ừ, ngâm bà đi. Lúc bà á? Ngâm bà. Tôi nghi nhá nè. Đi nhá, áo láo về lên. Em ơi, mẹ bảo gả cho anh này. Mẹ bảo gả cho anh này. Ừ, cho hai cái đi. Đi chụp ảnh này nhiều tiền mà. Ô, cháu có tiền đâu, cháu nghèo lắm cô ạ. Em ơi, em học đâu ấy? Em học cấp 3. Cấp 3. Hết cấp 3 rồi á? Có nghi rồi chưa? Hả? À? Chia cho anh xin số điện thoại đi. Cho anh xin số điện thoại đi. Ơ, phải cho số điện thoại tán thì mới lấy được chứ cô. Ôi sao đám cưới à? Ô, thế là tí chồng ra đấy đánh chết rồi. À, chồng xa. À. À, mẹ đây ạ. À. Tí này không biết. Ơ, con chào mẹ vợ tương lai. Ơ, vâng. Cho 10.000 xôi nhá. Vâng. Lấy các màu luôn nhá con nhá. Ở những cái màu này thì làm từ cái gì hả cô? Màu này là nghệ. À, màu vàng là nghệ. Là lá. À. Lá lá gì hả cô? Đây á. Vâng ạ. Lá tím. À. Nó gọi là cây cẩm đúng không ạ? Đúng rồi. Còn cái này là chắc là nếp cẩm rồi đúng không? Đây là cẩm, đây là xôi gấc. À, có xôi gấc nữa. Cho lạc vào đây nhá. Dạ. Dạ thôi cô ơi, không ăn lạc đâu, cháu bị sâu răng, không ăn được lạc. Ăn lạc một tí rồi về không có tâm. Các bạn nhìn thấy đằng xa kia không? Các chú đang thử kèn các bạn. Đây kia là kèn đám ma. Các bạn nghe tiếng không? Chị em đi ra chợ trâu này các bạn. Đây là khu bán rượu đầy tinh tế các bạn ạ. Đi bán rượu mà sáng đi mua rượu là phải thử trước thì mới biết là cái rượu nó có ngon hay không ấy các bạn. Hay là sáng đi thử rượu đến bây giờ là say bét tại nhà luôn rồi. À, trên này thì sẽ đi vào cái khu bán quần áo này nha các bạn nhé. Hơi rung một chút các bạn thông cảm. Đấy. Đây các em đang đi thử quần áo này, thử giày dép. Đây, bên này nữa này các bạn này, rất là nhiều quần áo đẹp này. Đi một vòng khu vực ẩm thực này các bạn này. Toàn những món ngon, độc lạ, hấp dẫn các bạn. Thái thịt để cho phở các bạn. À, đang ăn gọi thêm thịt luôn được các bạn. Không phải như dưới kia đang ăn là chúng ta có thể gọi thêm luôn. Lượm một vòng. Đi đâu đây em? Xem quần áo. Xem quần áo à? Bố em ở đâu ấy? Em ở Mần Thần ạ. Hả? Em ở Mần Thần ạ. Mần Thần á? Vâng. Không, thấy gần anh mà nhỉ?
Đi đi mua quần áo về Tết mặc đi hội để chơi à? Đây. Sáng giờ bán được nhiều chưa chị? Đây là quy trình làm phở các bạn. Chân thịt ở đây. Còn một bộ này chưa chín đây. À, mẹ này là xong rồi. Hôm nay hơi muộn rồi, hôm nay bây giờ hơn 8 giờ rồi. Em ơi, điều ấy cho em 5 lạng đi. Ăn đâu? Cho em mang về. Một lạng 10.000 cái này các bạn. Chị Thái luôn em ơi. Lòng lết mà về ăn cơm trưa rất là ngon. Sôi sục sục các bạn. Kia đó là chảo nó đậu rất là to. Đây là món thịt chó các bạn này. Thịt chó. Thịt chó luộc các bạn. Vì tí nó bay vào trên bàn ấy rửa bát ngon lắm. Còn này là làm dồi chó này các bạn ạ.
Đây là món là thịt chó luộc các bạn. Đây là món thịt chó luộc rất hấp dẫn. Đây là công đoạn làm món rơi chó. Rơi chó đấy. Rơi chó. Nhồi thẳng tay luôn. Em bắt chín cái nào? Lòng chó là đúng cái gì? Rồi ba mâm cái gì rau gì? Sớm chưa rồi đấy. Em đi trả. Bóp nó càng chặt càng tốt các bạn. Bóp thì bóp chặt thì cái lòng càng ngon. Cái đoạn to thì nó sẽ cả hơn cái kiểu ruột già, cái dạ dày. Thử cái dạ dày. Đây là toàn bộ món là thịt chó luộc ở đây các bạn ạ. Đặc sản hấp dẫn nhất chợ phiên này. Đây là cái kiềng các bạn, kiềng và vòng, nhưng mà cái này là bằng đồng hay bằng sắt nhé, chứ không có bằng bạc đâu. Đấy, thì cái giá thành nó sẽ rẻ các bạn, mọi người sẽ ở đây sẽ dễ mua được hơn. Ui, nghe tiếng kèn bên kia rất là khiếp các bạn. Kèn ám ma. À đây. Đấy. Còn đây là những cái yếm này. Đây các bạn nhìn xem. Rất là đẹp hoa văn đây theo. Nó có cái chất riêng ở trên vùng cao các bạn ạ. Không kiểu là một không có một nơi nào nó có thể bắt chước được những cái hoa văn như vậy.